chuyển cổ phần của chủ tịch qua đây nếu như cậu không muốn xin chết. Anh bị nghi ngờ có liên quan tới vụ án cô Aurora. Xin mời anh theo chúng tôi. Là một người khác đã giết tiến sĩ U. Anh biết lý do tôi đi nước cờ này và giết chết Aurora. Chú cần có con chip trên cổ con. Còn chưa tới 4 tiếng nữa mà qua đây đi. Công thức tự nhiên đã kích hoạt lại rồi hả? Hồi sáng nay anh sợ em lo lắng nên không nói với em. Sợ em lo thì đáng lẽ anh phải nói cho em biết chuyện này chứ. Anh biết em không thể sống thiếu anh được mà. Anh sẽ đi cứu nam sinh con người rồi về. Anh hứa sẽ quay lại. Anh là nô lệ của em mà. Với thằng nam sinh, tôi nên làm gì đây? Tôi sẽ đến chỗ anh. Tôi phải tự tay giết nó giống như giết mẹ nó vậy. Give my true ship up.